Dạ, chào mừng tôi tới tất cả các bác đã quay lại kênh Con Thang Quốc Hùng. Hôm nay Quốc Hùng giới thiệu cho tất cả các bác là hai con đáy đến từ hãng WC, cùng một đời là đời RMX và đuôi A nha bác nha. Và nó khác model, là model con này là lớn hơn 4050A và con này là 2450A nha bác. Thì hôm nay em sẽ đi vào giới thiệu cho tất cả các bác và cũng như là gửi đến cho tất cả các bác nội thất và cũng như là báo giá sản phẩm về cái sản phẩm WC này. Thì hiện tại dòng đời A thì bên em có hai con 4050A và 2450A. Đấy. Thì đời A nó sẽ khác đời HD ở cái điểm nào thì em sẽ có cái video so sánh cho tất cả bác xem. Còn ở đây thì em sẽ đi vào nội thất của nó và cũng như là chi tiết về cũng thông số kỹ thuật và lục ra để các bác xem. Đầu tiên là chiếc đời WC RMX 4050A. Đấy. Nó khác với cái con 4050 HD là ở phần mặt trước này bác. Phần trước mặt tiền nó đây. Mặt tiền con này nó khác với con 4050 HD nha. Thì con này cũng là dòng đáy hai kênh thôi, cũng dòng đáy hai kênh, lúc nguồn power, gọi như là logo WC mã RMX 4050. Về hình thức con này thì hàng bên em tiến về cực kỳ là đẹp nha bác nha, cực kỳ là đẹp. Và em tháo nắp cho các bác xem. Đây là nội thất phía bên trong. Đấy, các bác nhìn nó mới tinh luôn nha. Đây. Đây bác nha, lầu sơ bụi qua, nó bấm cái đen nó bám bụi rất là dễ nhìn thấy nha bác nha. Đấy. Đây, hai tăng phô nguồn xíu cũng giống y chang là 4050 luôn. Đó. Lục can là giống, rất là giống 4050, không có khác điểm gì hết nha. Đấy. Còn hàng này thì bên em về là bao mới, bao đẹp cho tất cả bác, cực kỳ là mới luôn. Các bác nhìn này, nó sáng long lanh như thế này nha. Đó, sexy nữa đây. Dây bìa thì còn mới tinh. Đó, tụ nó thì nó sử dụng hai vi công suất, một vi trên, một vi dưới nha. Đấy, mỗi vi nó chạy là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 lớn và 8 nhỏ, 20, tổng cộng con này chạy 24 nha, nó chạy bạch cờ lắc, nó hát nên là nó cực kỳ là khỏe. Đấy, những dòng đời mới giờ thì nó không cần phải làm nhiều sò cho bác. Đấy, cái bác đừng có tính sò quy ra công suất thì cái nó sẽ sai, nó phải phụ thuộc vào bố trí mạch thiết bị của thiết bị nữa chứ không phải là phụ thuộc vào sò không nha. Hàng rất là đẹp và mới nha bác nha. Những dòng này thì những dòng đời mới này thì nó là hàng Mỹ xịn nha bác nha, dòng hàng Mỹ xịn nhưng mà nó sản xuất lắp ráp ở China. Đấy, để thông báo trước cho tất cả bác, những đời RMX thì nó đều lắp ráp China hết. Cũng giống như là hàng Mỹ mà lắp ráp ở Mexico hay là Canada vậy thôi. Đấy, ở dòng đời này mới hơn thị trường đông dân thì nó sẽ mở nhà máy đó và nó lắp ráp. Để còn hàng về chất lượng, hàng hó thì theo tiêu chuẩn và chi tiêu bắt buộc của Yuda nha bác nhé. Đấy, đây các bác thân thân là Yuda chuẩn Mỹ nha bác. Các bác cứ lên các trang mạng, các bác search ra, các bác xem đời RMX 4050 hay 4050A, 4050HD hay 5050. Đấy, là các bác biết ngay. Đấy, hàng rất là mới nha. Thì nó không có khác gì hết, chỉ nó khác về cái mặt tiền phía trước là khác cái con 50, cái con 4050HD thôi. Đấy, đường tín hiệu vào của nó cũng là 35, đường tín hiệu thứ hai là 6 ly. Đó. Đấy, quạt gió này, những dòng này thì quạt chạy cực êm nha bác nha. Đó là trạm bắp chuối mà chim thông dụng này, còn mới tinh nha. Đấy, còn nguyên cái nút này các bác cậy nó ra. Đấy, khui cái nút này ra thì các bác cắm được cái cọc bắp chuối nha. Còn bó chim thì các bác cắm bên hông này. Đấy, hoặc các bác không chơi đó thì các bác chơi cọc neo chích hai bên đây. Đấy, WC. Con này thì công suất của nó là
Con này công suất là 650W ở 8 ohm nha bác nha. Đấy, 650W ở 8 ohm, điện là 220V. Đời A này thì về cái công suất của nó thì nó bé hơn, 4050HD. 4050HD thì nó 850W. Đấy. Con này thì giá em đưa cho cả bác giá là 16.500.000. Đấy, 16.500.000 nha bác nhá. Bác nào yêu thích dòng WC Remix 4050A thì alo cho em. 16.500.000. Đấy, quá đẹp luôn, xuất sắc nha bác. Rồi, sản phẩm thứ hai là sản phẩm WC 2450A. Đấy. Đây là cũng dòng đá hai kênh. Về hình thức con này thì móng hơn và đẹp. Rất đẹp nha bác. Con này thì có công suất là 475W trên kênh 8 ohm. Đấy, công suất cực kỳ là lớn nha bác nha. Này là về đánh full 40, 30 thì rất ok luôn. Đây, em sẽ quay cho bác xem. Bộ thắp phiên trong. Đấy, hàng quá mới, quá đẹp luôn bác. Những con này thì nó sản xuất vào những năm gần đây nên là hàng nó còn rất là mới nha. Con con này thì con 4050A thì nó sản xuất 2010 nha bác nhé, 2010. Còn cái con này thì nó em xem. Con này cũng hai đời 2010 luôn. Đây. Đây nha bác nha, 2010 WC Audio này. Pro này. Đấy. Mạch của nó, vĩ của nó đều là mạch vĩ linh kiện của WC hết nha bác nha, hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, con này là 2450. Con này giá thì 9 triệu rưỡi thôi nha bác nha. 9 triệu rưỡi. Hàng cực kỳ là chất. Quá mới luôn các bác nha. Quá mới, quá đẹp. Con này thì hàng nhỏ hơn, một tầng phone. Rồi, đó là chi tiết hai con nha bác nha. Thì các nhìn qua như thế này là bác thấy độ mới, độ đẹp sản phẩm nó như thế nào rồi. Đây, dây bẻ này, các bác nhìn này. Linh kiện này. Linh kiện nó rất là chắc luôn nha bác. Hàng Mỹ thì phối với vàng. Đấy. Mới như là đập hộp luôn, phôi xốp nha bác nha. Quá đẹp luôn. Bên này thế nha. Đây, bác nhìn này. Đây. Quá chất lượng luôn. Rồi thì con 4050A 16.500, 2050A giá là 9.500.000 nha bác nha. Để bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác.